Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn chương 3011 Hoang Vô Dục phải làm sao bây giờ? Người con gái đang ở tuổi thanh xuân kia khẽ nhíu mày, không cam lòng nói cha, Dược Châu là do người trong họ chịu trăm ngàn cay đắng để tinh luyện, dùng để giúp cha áp chế thương thế, quý trọng cỡ nào, sao cha lại có thể đưa cho anh ta được chứ? Hoang tàn phong sờ đầu cô gái, ánh mắt mang theo sự cưng chiều, ôn nhu nói, tiểu phi, Dược Châu trong mắt chúng ta có lẽ rất chân quý, nhưng trong mắt người khác lại không phải như vậy. Anh Đường đưa thi thể cửu hỏa lão tổ về, đối với nhất mạch chúng ta có ơn vô cùng lớn, ngoại trừ dược châu, nhất mạch chúng ta cũng không có thứ gì khác có thể báo đáp anh ta. Nếu như dựa theo giá trị mà nói, thi thể cửu hỏa lão tổ so với 100 viên dược châu còn quý trọng hơn, nhưng anh Đường vẫn đưa thi thể cửu hỏa lão tổ trở về, có thể thấy được anh ta không phải là một người tham lam. Hơn nữa anh Đường mang đến cho cha cảm giác không giống người thường cũng không thèm để ý một viên dược châu, anh ta đưa cửu hỏa lão tổ trở về chỉ là vì hoàn thành hứa hẹn mà thôi. Hoang Dược phi liếc mắt một cái, nói thầm, nếu không quan tâm, vậy vì sao anh ta còn lấy? Người đàn ông trẻ bên cạnh thì thầm, anh ta muốn chúng ta cảm thấy an lòng. Hoang Tàn Phong gật đầu, nói, Vũ Nhi nói không sai. Anh đường làm khách ở chỗ chúng ta, chính là khách nhân tôn quý nhất, nếu anh ta có yêu cầu gì, các người hãy tận dụng hết khả năng đồng ý anh ta hoang dược phi cùng hoang vũ đáp lại audio điện tử võ tấn bền khuôn mặt hoang vũ hiện ra một tia buồn rầu nói cha à chuyện hoang vũ cực thì làm sao bây giờ ngày mốt là ngày anh ta đã ước định vẻ mặt hoang dược phi cũng trở nên bi thương mím chặt môi không nói lời nào cô bé xuất thân từ bộ tộc cổ hoang thú giờ phút này hóa thành thân thể tuy rằng dung nhan không tính là tuyệt sắc, nhưng cũng có chút thanh tú, giờ phút này làm cho người ta có một loại cảm giác thấy mà thương. Hoàng tàn phong thở dài, nói, hoàng vũ cực là thiên tài đệ ngũ mạch, thực lực không kém cha bao nhiêu, lại có đệ tam mạch ở sau lưng làm chỗ dựa, đệ nhất mạch chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ, dựa theo lời cha nói lúc trước, để cho tiểu phi chạy trốn đi, chạy càng xa càng tốt. Cha à, con không muốn rời xa cha và anh cả. Hoàng Dược Phi khóc thành tiếng, nước mắt từ hai má chảy xuống. Hoang Vũ cũng không đành lòng, nói cha, dù sao em gái vẫn còn nhỏ, thực lực cũng không đủ mạnh. Sẽ rất nguy hiểm nếu để cho con bé rời khỏi nhà một mình. Hoàng Tàn Phong nói, điều con nói làm sao cha không biết chứ, cho dù nguy hiểm, cũng còn tốt hơn là rơi vào trong tay của Hoang Vũ Cực. Tính cách Hoang Võ Cực vô cùng tàn nhẫn, và hắn ta cũng có mối quan hệ tốt với Hoang Vô Dục, cho dù chúng ta có thể tạm thời đánh lui Hoang Vũ Cực, vậy Hoang Vô Dục phải làm sao bây giờ? Hiện giờ anh ta cách tinh thần lực cấp 8 cũng chỉ còn một bước, thực lực còn vượt xa cha, nhất mạch chúng ta ai có thể ngăn cản được anh ta chứ? Hoang Vũ khẽ nhếch miệng, lại không nói ra lời. Mặc dù Hoang Vô Dục là thế hệ trẻ của bộ tộc cổ hoang thú, nhưng thực lực mạnh hơn nhiều so với rất nhiều thế hệ trước. Chỉ bằng một Hoang Vô Dục, chỉ sợ cũng có thể nghiền ép để cửu mạch của bọn họ. Tại sao? Trường 3012, ngược lại là một nơi yên tĩnh, rất thích hợp tu luyện. Dòng dõi của chúng ta đã chịu đựng nhiều cho bộ tộc cổ hoang thú như vậy, vì sao em gái còn gặp phải loại kiếp nạn này? Hoang vũ cực, hoang vô dục, tôi sớm muộn gì cũng phải đánh bại các người. Hoang vũ ẩm thầm gầm lên ở trong lòng. Một lúc sau, Hoàng vũ mới thở ra một hơi, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, gian nan nói, con biết rồi cha, con sẽ mau chóng sắp xếp, đêm nay sẽ để cho em gái rời khỏi đan hà cảnh. Hoàng Tàn Phong đưa tay vuốt ve mặt hoang Dược Phi, âm thanh nhẹ nhàng nói, cha sẽ để cho thiên trưởng lão bảo vệ con, nhưng thiên trưởng lão cũng không thể bảo vệ con chu toàn cả đời được. Chờ rời khỏi đan hà cảnh, con phải mau chóng trưởng thành, bộ tộc cổ hoang thú chúng ta không có kẻ yếu. Nói không chừng tương lai con sẽ trở thành thần bác sĩ, tên truyền khắp vũ trụ, đến lúc đó cha và cả bộ tộc đều tự hào về con. Hoang Dược Phi cắn chặt môi, cô bé không để cho mình khóc thành tiếng, nhưng nước mắt thế nào cũng không thể dừng lại. Bộ tộc cổ hoang thú, trời sinh tinh thần lực mạnh mẽ, nhưng phần lớn trong tộc lại hầu như không có bác sĩ và thầy luyện khí. Nhưng chỉ cần xuất hiện một người có thiên phú, dựa vào thú hoang cổ đại trời sinh sẽ có tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, so với chủng tộc khác càng dễ dàng đạt tới cảnh giới trí cao. Mà Hoang Dược Phi có thiên phú rất cao về bác sĩ hiện giờ dược châu của đệ cửu mạch coi như chân bảo chính là do cô bé nghiên cứu ra. Sau khi đệ ngũ mạch hoang vũ cực biết tin tức này, anh ta đã phát ra mệnh lệnh, ở thời điểm hoang dược phi cử hành lễ trưởng thành sẽ mang cô bé đi. Sở dĩ lựa chọn ngày này là bởi vì hoang vô dục muốn mượn cơ hội mạnh mẽ làm nhục nhã đệ cửu mạch một chút. Thần bác sĩ Trong ánh mắt bi thương của hoang dược phi lộ ra một tia hy vọng, chỉ cần có thể trở thành thần bác sĩ, vậy để cử mạch sẽ bởi vì có cô bé mà quật khởi, một lần nữa đứng ở đỉnh cao. Mặc kệ như thế nào, mình cũng phải trở thành thần bác sĩ. Hoang Dược Phi siết chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Hoang Tàn Phong thấy thế, trong lòng thở dài, trở thành thần bác sĩ gian nan cỡ nào, chẳng qua là ông ta cho Hoang Dược Phi một ý nghĩ để kiên trì, ông ta hoàn toàn không nghĩ sẽ thực sự thành hiện thực. Đường Tuấn đứng trên nóc nhà mà bộ tộc cổ hoang thú sắp xếp cho anh, Nhìn cả Thảo Nguyên, gió thổi mạnh bay cả góc áo anh. Gió thổi vào quần áo của anh và dán nó vào da của anh. Trong gió còn mang đến mùi thuốc nhàn nhạt, nhạt, đó là mùi thơm Đan Hà cách đó không xa truyền đến. Đan Hà chính là con sông xuyên qua toàn bộ Đại Bình Nguyên. Sở dĩ lấy tên Đan Hà là bởi vì thật lâu trước kia có một vị thần đan sư lợi dụng nước sông để luyện đan. Cho đến nay, trong Đan Hà vẫn còn lưu lại dược lực chỉ là đối với người tu hành không có mấy tác dụng. Chương 3013 nhưng đây là truyền thống của chúng tôi. Giọng hát khi thì êm tai thanh thúy, giống như ngọc trai, khi thì uyển chuyển nhẹ nhàng, như tình nhân biểu đạt tình cảm tương tư, lại khi thì rộng rãi bao la, có lúc lại hùng tráng như con ngựa sắt. Đường Tuấn nhướng mày, sau đó tâm trạng hoàn toàn đắm chìm trong tiếng hát. Anh nhận ra khúc nhạc này chính là khúc chấn thần của bộ tộc cổ hoang thú cũng là thuốc ca kim liên trong thế giới chu tước, anh cũng biết, nhưng chắc chắn không cách nào làm được như vậy. Trong thiên địa, vạn vật đều tịch mịch, chỉ còn lại tiếng gió cùng tiếng nhạc. Không biết qua bao lâu, tiếng hát cũng kết thúc, Đường Tuấn chậm rãi mở mắt ra, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Trong thời gian ngắn vừa rồi tinh thần lực của anh đã tăng lên một đoạn dài, tương đương với nửa năm khổ tu. Anh Đường. Ngay khi Đường Tuấn đang còn khiếp sợ trong lòng, thì Hoàng Vũ đã tới. Vừa rồi đó là... Đường Tuấn nhịn không được hỏi. Hoàng Vũ tự hào nói, đó là em gái của tôi đang hát chấn thần khúc, cha tôi nói rằng chấn thần khúc của cô ấy đã có thần vận. Ngay cả trong cửu mạch chúng tôi, cũng rất ít người có thể sánh ngang với cô ấy. Có lẽ có thể sẽ là vị thần bác sĩ đầu tiên của bộ tộc cổ hoang thú chúng ta mấy vạn năm qua. Nói đến đây, vẻ mặt Hoàng Vũ bỗng nhiên trở nên buồn rầu, thấp giọng nói, đáng tiếc. Anh ta không nói nữa, nói cho người ngoài nghe loại chuyện này khiến người khác phiền não hơn, huống hồ gì Đường Tuấn còn là ân nhân của bọn họ. Hoàng Vũ nở nụ cười tươi nói, anh Đường, cha tôi đang chờ anh dùng bữa, mặc dù người tu hành đã không cần ăn cơm, nhưng đây là truyền thống của chúng tôi. Đường Tuấn hơi giật mình. Trên thực tế, từ sau khi anh chính thức tu hành, thì anh cũng rất ít khi ăn cơm giống người bình thường vậy đi thôi, đường tuấn cười nói. những tộc nhân của thú hoang cổ đại đối đãi với người khác vô cùng chân thành, khiến cho thấy ngại khi từ chối. giữa phòng đốt lửa trại, bốn phía bày ra từng cái bàn dài, hoang tàng phong còn có một đám trưởng lão cử mạch đều đang ngồi chờ. đường tuấn cũng ở trong đó, hơn nữa anh còn là người được chiêu đãi lần này. đường tuấn vừa uống rượu vừa nghe mọi người nói chuyện phiếm. anh vốn dĩ còn muốn gặp hoang dược phi một lần. Nghe Hoàng Vũ nói y thuật của Hoàng Dược Phi chắc chắn rất giỏi, hơn nữa trình độ sáng tạo chấn thần khúc rất phi phàm, khiến anh muốn trao đổi với đối phương. Chỉ là anh không nhìn thấy Hoàng Dược Phi trong yến hội. Anh hỏi Hoàng Vũ, thì Hoàng Vũ nói Hoàng Dược Phi không khỏe, không thể tham dự được. chương 3014, tôi không phải truyền nhân của Chu Tước Thần Quân. Tuy rằng Đường Tuấn hơi thất vọng, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Anh Đường, có thể nói cho chúng tôi biết sao anh lấy được thi thể của lão tổ cửu hỏa chúng tôi không đột nhiên có trưởng lão hỏi những trưởng lão khác thậm chí ngay cả hoang tàng phong cũng lộ ra vẻ tò mò đường tuấn im lặng một lúc sau đó nói lại cuộc gặp gỡ trong tiên cung anh vốn dĩ tưởng rằng đám người hoang tàng phong sau khi nghe được mình có quan hệ với chu tước thần quân sẽ tức giận nhưng không ngờ tới bọn họ lại vô cùng bình tĩnh vậy anh là truyền nhân của chu tước thần quân sao hoàng vũ bỗng nhiên hỏi lúc này ngay cả hoang tàng phong cũng nhìn về phía đường tuấn trong mắt hiện lên một tia hy vọng nếu đường tuấn là truyền nhân của chu tước thần quân vậy có lẽ hoang dược phi không cần chạy trốn nữa đường tuấn lắc đầu nói tôi không phải truyền nhân của chu tước thần quân nghe thấy vậy trên mặt hoàng vũ và hoang tàng phong đều lộ rõ vẻ thất vọng tia hy vọng trong mắt kia lập tức biến mất đây là hy vọng xa vời của chúng tôi, anh đường thứ lỗi. Hoang tàng phong ấy náy nói, khiến anh đường nhắc tới những chuyện đau lòng này, thật sự vô cùng xin lỗi. Theo cậu thấy, nếu đường Tuấn không phải truyền nhân của Chu tước thần quân, nói vậy cửa ải cuối cùng thất bại, rồi bị đào thải. Bọn họ còn để đường Tuấn nhắc đến chuyện này, thật sự không suy nghĩ chu toàn. Đường Tuấn mỉm cười, anh không thèm để ý, nhưng cũng không giải thích nhiều. Yến hội vẫn đang diễn ra, ngay khi sắp kết thúc, một tiếng hét lớn vang lên dữ dội ở bên ngoài. Hoang Dược Phi, cậu chủ chúng ta đã sớm biết một cô bé như cô sẽ không ngoan ngoãn chịu trói, cố ý để ông già tôi chờ ở chỗ này. Ha ha, đúng như dự đoán của cậu chủ. Sau đó lại là một hồi tiếng đánh nhau và ba động pháp lực từ bên ngoài truyền đến. Không ổn. Mặt đám người Hoang Tàng Phong đồng loạt biến sắc. Hoang Tàng Phong nói với Hoang Vũ, Hoàng Vũ còn ở đây đón tiếp anh đường. Chư vị trưởng lão, theo tôi ra ngoài, ngoặc kép. Hoàng tàng phong biểu cảm có lỗi với đường Tuấn, sau đó đưa theo tất cả trưởng lão rời khỏi phòng. Tuy rằng trên mặt Hoàng Vũ lộ ra vẻ lo lắng, nhưng anh ta vẫn nói với đường Tuấn, anh đường, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, cha và các trưởng lão có thể giải quyết được. Đường Tuấn không có ý định tiếp tục uống rượu nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu không anh nói với tôi đi, có lẽ tôi có thể giúp được gì đó. Lúc này Hoàng Vũ cũng không còn tâm trạng ăn uống, cậu khẽ thở dài rồi nói, anh Đường, anh đã từng nghe thấy cái tên Hoàng Võ Cực chưa? chương 3015, đến đó hãng tính. Đường Tuấn lắc đầu, anh mới vừa tới đại thế giới thiên hoang không lâu, ngoại trừ hoang vô dục và hoang thái tức vừa đánh nhau với anh cách đây không lâu, thì anh đều không biết rõ những người của cửu mạch này, cùng với các thành viên khác của bộ tộc cổ hoang thú, anh ta rất mạnh sao? Đường Tuấn hỏi. Hoàng Vũ gật đầu, trầm giọng nói, rất mạnh. Sau đó Hoàng Vũ nói lại một lượt về chuyện Hoàng Võ Cực muốn ra tay với Hoàng Dược Phi. Cuối cùng cậu thở dài, nói, mặc dù Hoàng Vũ Cực rất mạnh, nhưng cửu mạch của tôi cũng không phải không đối phó được. Quan trọng hơn là sau lưng anh ta có Hoàng Vô Dục, Hoàng Vô Dục xếp trong thế hệ trẻ tuổi tại bộ tộc cổ thú chúng tôi đây đã vượt qua mấy người, thực lực còn mạnh hơn cả cha tôi, chứ đừng nói anh ta còn đại biểu cho tam mạch. Cửu mạch của tôi thật sự bất lực khí đối diện với đối thủ như vậy. Nói xong lời cuối cùng, vẻ tuyệt vọng trên mặt hoang vũ càng hiện rõ hơn, cậu cắn răng, tàn nhẫn nói, cha tôi vốn dĩ định để cho em gái tôi chạy trốn, nhưng không ngờ rằng hoang vũ cực lại đoán được, anh ta đang muốn ép buộc cửu mạch chúng tôi liều mạng với anh ta. Đường Tuấn vốn dĩ còn tưởng rằng hoang võ cực mạnh thế nào, sau khi nghe xong mới hiểu được hóa ra là đàn em của hoang vô dục anh vỗ bả vai hoang vũ nói không cần đổ máu đâu dẫn tôi đi xem tôi giúp các anh giải quyết cửu mạch đối xử với anh rất tốt hơn nữa anh còn nhận ân huệ của hoang dược phi ít nhiều gì cũng phải giúp họ chút hoang vũ giật mình hỏi anh đường tu vi của anh đến đâu rồi đường tuấn thành thật nói động hư cảnh trung kỳ hoang vũ thở dài trong lòng cùng đạt động hư cảnh trung kỳ, Đường Tuấn là nhân tộc sao có thể so được với thú hoang cổ đại, đừng nói là hoang vô dục, chỉ sợ ngay cả hoang vũ cực anh cũng không bằng. Có điều cậu thấy dáng vẻ nhiệt tình của Đường Tuấn, hơn nữa cậu cũng vội vàng muốn biết tình huống rốt cuộc thế nào rồi, thế là lập tức gật đầu, đồng thời nói, tôi dẫn anh Đường qua đó, nhưng anh Đường cũng đừng ra tay, mọi chuyện có cha tôi và mấy trưởng lão là đủ rồi. Hoang Vũ sợ Đường Tuấn làm càng, khiến tình hình càng ngày càng tệ. Đường Tuấn nhún vai nói, đến đó hãng tính. Trên đan hà, Hoàng Tàng Phong và mấy trưởng lão bảo vệ Hoàng Dược Phi ở phía sau, vẻ mặt u ám nhìn mấy người đối diện, trầm giọng nói, điền diệu, ông tránh ra cho tôi. Mấy người đối diện mặc y bào màu xanh tây tạng, trong bóng đêm rất khó nhìn thấy, nương theo ánh trăng yếu ớt có thể nhìn thấy kẻ cầm đầu là một ông già mọc đầy mụn cơm rậm rạp, tóc thì thưa thất tựa như tú một cái là có thể nhổ tất cả, thoạt nhìn vô cùng ghê tởm và hèn mọn. Lão già kia cười hi hi, giọng điệu âm trầm nói, "Hoang Tàng Phong, dựa vào chút tu vi của ông không thể dọa được tôi đâu. Ngoan ngoãn để Hoang dược phi về đây, nếu không ông đây sẽ tự mình ra tay, nếu làm tổn thương đến con bé vậy đừng trách ông." Mạch chủ nắm lấy thời gian, có trưởng lão nhắc nhở Hoang Tàng Phong. Hoang Tàng Phong gật đầu, sau đó quát to, "Các ông dẫn dược phi đi, tôi ngăn cả ông ta." Chương 3016 Hoang Tàng Phong và Điền Giật trong nháy mắt lao vào chiến đấu, khí hai người đánh nhau pháp lực điên cuồng bộc phát, sau đó bao trùm khắp nơi. Những người đi theo bên cạnh Điền Diệu cũng không nhàn rỗi, bọn họ cười lạnh, áp sát về phía đám người Hoang Dược Phi. Mấy trưởng lão đang bảo vệ Hoang Dược Phi nhíu mày, bọn họ thật sự không muốn khơi mào cuộc chiến, bởi vì như vậy có thể sẽ không cẩn thận làm thương Hoang Dược Phi. Đó là cảnh tượng bọn họ không muốn nhìn thấy nhưng lúc này những người kia xem ra sẽ không có ý định dừng tay, không tránh khỏi phải đánh nhau. Đúng lúc này, trên không trung vang lên N một tiếng đoàn. Âm thanh trầm thấp, chấn động đến mức tâm thần của mấy trưởng lão run lên. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy hoang tàng phong hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, ông ta bị áp chế một cách khắt gao, không thể nào thi triển bản thế được. Mà khí thế của Điền Diệu lại giống như sóng lớn ngập trời, mạnh mẽ áp chế hoang tàng phong ở phía sau điền giật, một sinh vật hư ảo cao tới trăm thước hiện ra, toàn thân sinh vật này đen xì, bên ngoài đầy từng đống một lấp lánh sáng bóng xanh biếc, thoạt nhìn giống như một con cóc. Cóc Bích Ngọc, mấy trưởng lão lạc giọng nói. Cóc Bích Ngọc chính là một trong những yêu tộc mạnh mẽ của đại thế giới thiên hoang, nó giỏi trong việc tấn công bằng sóng âm. Thực lực của hoang tàng phong và điền diệu vốn dĩ không tranh lệch bao nhiêu, nhưng hiện giờ bị điền diệu đoạt tiên thủ, việc hoang tàng phong bại trận là điều hiển nhiên. Cóc bích ngọc ở phía sau điền rượu lại mở miệng, một tiếng ộp vang lên lần nữa, cơ thể hoang tàng phong như bị sét đánh, liên tục lui về phía sau, khóe miệng không ngừng chảy máu tươi. Mấy trưởng lão vội vàng tiến lên bảo vệ hoang tàng phong, mà đôi mắt đẹp của hoang dược phi đã tràn ngập nước mắt, vội vàng bất an nắm lấy cánh tay hoang tàng phong. Hoang tàng phong, ông đúng là vô dụng, ngay cả tôi cũng không đánh lại được, ông cũng xứng là mạch chủ của bộ tộc cổ hoang thu ư, thật sự khiến cho người ta cười nhạo điên diệu rơi đáp xuống trước người đám người hoang tàng phong giọng nói mang theo sự khinh thường vô cùng điên diệu nếu không phải hoang vũ cực đả thương mạch chủ chúng tôi thì sao đến phiên ông quấy dày có trưởng lão giận dữ nói điên diệu vung tay lên một luồng sắc mạnh vô hình đánh ra sau đó đập nát nửa thân của trưởng lão đang nói chuyện kia điên diệu mỉm cười mỉa mai nói hoang tàng phong còn có thể đánh với tôi mấy chiêu nhưng các ông ngay cả một chiêu của cũng không tiếp được chỉ có chút thực lực này đúng là sỉ nhục bốn chữ thú hoang cổ đại. Mấy trưởng lão tức giận đến cực điểm, nhưng bọn họ đều không có cách gì. Không có hoang tàng phong thì bọn họ thật sự đều không phải đối thủ của Điền Diệu. Cút về đi, chờ cậu chủ nhà tôi đến đón cô đi. chương 3017 Điền Diệu lạnh lùng nói với Hoang Dược Phi. Mấy người hoang tàng phong liếc nhau, mọi người đều thất vọng, chẳng lẽ Hoang Dược Phi thật sự không thoát khỏi ma chảo của Hoang Vũ Cực đúng là một con gà ta cỡ lớn. Mạch chủ hoang, các ông thật sự không khách khí, biết tôi ăn không no còn đặc biệt đến bắt gà tôi. Đúng lúc này, một giọng nói mang theo ý thức trêu tức bỗng nhiên vang lên. Vẻ mặt điền rượu trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, ánh mắt u ám nhìn về phía nơi phát ra giọng nói kia. Chỉ thấy hoang vũ dẫn theo một chàng trai trẻ tuổi đang tiến về phía này, người nói chuyện chính là chàng trai trẻ tuổi đó. Lúc này chàng trai trẻ tuổi nhìn hư ảnh trên bầu trời, không ngừng lắc đầu nói thật ghê tởm. Mạch chủ Hoang, nếu ông tính dùng thứ này chiêu đãi tôi thì thôi đi, thứ xấu xí như vậy tôi thật sự nuốt không trôi. Lúc nói chuyện, Đường Tuấn và Hoang Vũ đã bước đến bên cạnh mấy người Hoang Tàng Phong. Hoang Tàng Phong nhìn Đường Tuấn, vội vàng nói, "Anh Đường, chuyện chỗ này bộ tộc chúng tôi có thể tự mình giải quyết." Hoang Vũ, còn không đưa anh Đường quay về. Vẻ mặt Hoang Vũ hiện lên nét kinh ngạc rõ ràng anh ta cũng không ngờ rằng đường tuấn lại nói ra những lời này chỉ là bây giờ không phải lúc trách cứ tay cậu nắm lấy đường tuấn nói anh đường chúng ta trở về trước đi đường tuấn cười nói không sao bây giờ còn muốn đi ư hừ hôm nay không ai trong các ngươi đi được đâu vẻ mặt điền diệu u ám vô cùng ánh mắt nhìn đường tuấn ông ta không thèm giấu đi sát khí nồng đậm nói tôi vốn dĩ định buông tha cho bọn họ nhưng bây giờ vì cậu mà tôi sẽ không nhân nhượng nữa hoang tàng phong và mấy trưởng lão liếc nhau đấm người bảo vệ đường tuấn trầm giọng nói điền giật chuyện này không liên quan đến anh đường điền diệu cắn răng lạnh lùng nói hoang tàng phong ông cút cho tôi hoang tàng phong lắc đầu đáp trả một cách dữ dội anh đường là khách của chúng tôi điền diệu lạnh lùng nói vậy các người chết hết đi dù sao cậu chủ chỉ muốn một mình hoang dược phi thôi Dứt lời cóc ngọc bích khổng lồ phía sau ông ta há to miệng phun ra một làn sương mù màu xanh biếc sương mù tràn ngập khắp nơi đám người hoang tàng phong đột nhiên biến sắc hoang dược phi vội vàng hô là sương mù xanh của cóc bích ngọc đặc biệt nó làm tổn hại đến tinh thần mọi người cẩn thận tuy rằng hoang dược phi đã nhanh chóng nhắc nhở nhưng mà đã không còn kịp nữa rồi bao gồm cả hoang tàng phong trên mặt đám người đều hiện ra một màu xanh thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị yên tâm tôi sẽ không dễ dàng giết chết các người thế đâu, dám chọc giận ông đây, vậy tôi phải tra tấn các người đến cùng. điên Diệu cười đắc ý. chương 3018 Xong rồi, Hoang Dược Phi nhìn đám người hoang tàng phong liền biết độc tố của xương mù màu xanh đã ăn mòn tinh thần, nếu như không có bác sĩ kịp thời ra tay trị liệu, vậy bọn họ sẽ chậm rãi chết đi trong thống khổ. Nghĩ tới đây, trái tim cô bé vô cùng đau đớn, vốn chỉ cần hy sinh một mình, vậy mà hiện tại lại bởi vì một người không liên quan khiến cho cha anh hai và các trưởng lão tộc quần đều bị hại theo đều bởi vì anh giờ phút này hoang dược phi cực kỳ hận đường tuấn điên diệu đắc ý nhìn đường tuấn nói tên nhóc à bây giờ biết thủ đoạn của ông già này chưa đường tuấn mỉm cười hờ hững đáp trả độc tố tinh thần mà thôi trò trẻ con điên diệu hơi giật mình chợt nhe răng cười nói nhóc con đến bây giờ còn nói năng ngôn cuồng như vậy xem lão già này bảo chế cậu thế nào một tay ông ta nắm lấy đường tuấn bàn tay trông có vẻ rất gầy gò giống như cái chân gà trên ngón tay còn quấn quanh lục quang xem ra cũng mang theo độc tố tên nhóc chỉ cần bị ông bắt được thì xương cốt toàn thân cậu đều sẽ bị hòa tan biểu cảm của điền diệu vừa lạnh lùng vừa đáng sợ nói đáng tiếc cậu có trốn cũng không trốn thoát được đâu có phải rất tuyệt vọng hay không kêu thảm thiết đi cậu càng kêu đau đớn ông đây càng hưng phấn. Kêu cái đầu ông, đường tuấn quát lớn, bàn tay nắm lấy cánh tay điền diệu gập mạnh một cái, hai tay điền diệu lập tức bị bẻ ra sau. Sau đó động tác của đường tuấn nhanh như chấp lẽ, anh đánh gãy tất cả hai chân điền diệu, cuối cùng trói lại với nhau. Bây giờ điền diệu trông giống như một quả bóng. Tốc độ của đường tuấn quá nhanh, đến khi điền diệu phản ứng lại mới phát hiện mình đã trở thì ép tai qua bóng. Lúc đường tuấn xuống tay còn tiện tay mang theo phong ấn, cho dù Điền Diệu có giấy rùa cũng không thoát ra được. Tên nhóc, cậu, Điền Diệu kinh hãi nói. Ông ta vốn tưởng rằng Đường Tuấn cũng trúng độc lục vụ, nhưng hiện tại xem ra, anh căn bản không sao cả. Đến luộc gà đồng đi. Đường Tuấn mỉm cười, anh chia tay tung chiêu, một dòng nước sông của Đan Hà dâng cao bao vây lấy Điền Diệu. Đồ nhãi danh kia, ông đây chính là tu sĩ động hư cảnh trung kỳ, mày muốn nấu chết được tao đúng là mơ tưởng hão huyền. Nhiệt độ cỡ này không khác gì tắm rửa cho lão già này. Già đây là người dưới trướng cậu chủ Hoang Vũ Cực, nếu mày biết tự lượng sức mình thì nhanh chóng buông ông đây ra. Tuy rằng khiếp sợ thực lực của Đường Tuấn, nhưng nhìn thấy hành động của Đường Tuấn, Điền Diệu vẫn không nhịn được lên tiếng châm chọc. Chương 3019. Nhưng ngay khi Điền Diệu vừa nói xong thì phát hiện nhiệt độ nước đang tăng nhanh khiến ông ta cảm thấy nóng. Điều khiến ông ta khó chịu hơn chính là dược lực của nước đan hà đang ăn mòn vào cơ thể. Đối với hầu hết các tu hành giả thì nước đan hà là có lợi và vô hại, nhưng đối với điển diệu người có kịch độc thì nước đan hà là một loại kịch độc. Làm sao có thể, tuy rằng trong nước đan hà hàm chứa dược lực, cũng không thể thương tổn tôi. Đường Tuấn sừng sốt, lúc này qua khóe mắt anh phát hiện có mấy cây kim dài màu bạc cắm vào tứ chi và thân thể. Anh ấy là bác sĩ? một ý nghĩ hiện lên trong đầu điền diệu họ đường một bác sĩ có sức mạnh đáng sợ như vậy anh ta là đường tuấn người đã được vạn tiên hội biết đến một thời gian trước anh ta có trong tay hai kỹ năng y thuật nghịch thiên so với hoàn cảnh có chút bị bế tắc của đệ cửu mạch thì tin tức của điền diệu có thể được coi là thông tin nhanh nhạy suy nghĩ lóe lên trong đầu điền diệu ông ta đã đoán được thân phận của trong lòng đường tuấn dùng mình ánh mắt ngạc nhiên so với đường tuấn ngay cả thiên tài thú hoang cổ đại đệ nhất mạch cũng thua kém quá nhiều hơn nữa nếu như ông ta biết đường tuấn đã tới thiên hoang đại thế giới e rằng mạch chủ của đệ nhất mạch sẽ đích thân mời anh anh đường tha mạng anh đường tha mạng sau khi nghĩ kỹ điều này đường tuấn không còn giữ được bình tĩnh vội vàng cầu xin tha mạng dường như đường tuấn không nghe thấy kích hoạt pháp lực liên tục ngưng tụ nước đan hà nhiệt độ nước cũng tăng lên từng chút một không bao lâu nước đan hà làm tan chảy đan điền và thức hải của điền diệu, ông ta mất giọng và biến thành cóc bích ngọc. Nước đan hà ban đầu trong vắt cũng chuyển sang màu xanh thấm. Xem ra không ăn được ếch luộc rồi. Đường Tuấn giải phóng pháp lực của mình, nước đan hà và thi thể của điền diệu rơi xuống dưới đan hà. Dược lực trong đan hà vừa đủ để thanh tẩy độc tố của điền diệu, không cần lo lắng sẽ làm tổn thương người khác. Nhìn vẻ mặt thương hại của đường Tuấn, đám người hoang tàn phong, hoang dược phi nhất thời không nói nên lời anh thực sự sẽ thật sự không muốn ăn ếch luộc chứ hoang dược phi không kịp suy nghĩ sắc mặt đột nhiên thay đổi hét lớn chết rồi điền rượu chết rồi còn độc tố trên người của cha thì làm thế nào vừa dứt lời cô bé lại thấy đường tuấn dùng pháp lực cuốn nước đan hà lên nước đan hà quấn lấy hoang tàn phong và những người khác đột nhiên một làn xương màu xanh lá cây xuất hiện từ các huyệt khiếu của bọn họ hoang dược phi sững sờ che miệng không thể tin, anh ta là bác sĩ sĩ. Bản thân cô bé cũng là bác sĩ nhưng không thể giải độc như Đường Tuấn, đơn giản là phương pháp này vô cùng thần kỳ. Được rồi, Đường Tuấn vỗ tay, trả lại nước đan hà cho đan hà. chương 3020 Anh Đường, anh, Hoang Tàn Phong và những người khác kinh ngạc nhìn Đường Tuấn, nhất thời không nói ra thành lời. Vẻ mặt Đường Tuấn vẻ mặt lãnh đạm nói, Hoang Mạch Chủ, tiệc rượu còn đang diễn ra sao, Tôi còn chưa nó. Hoang Tàn Phong sửng sốt một chút, nhanh chóng nói, "Tiếp tục, đương nhiên là tiếp tục rồi." Không có chủ lực mạnh nhất Điền Diệu, thuộc hạ của ông ta nhanh chóng bị Hoang Tàn Phong xử lý sạch sẽ. "Cha, bây giờ dược phi phải rời đi sao?" Trên đường trở về, Hoang Vũ truyền âm hỏi Hoang Tàn Phong. Hoang Tàn Phong lắc đầu nói, "Vì Hoang Vũ cực để cho Điền Diệu mai phục ở đây nên chắc chắn đã chuẩn bị những phương thức khác để ngăn chặn dược phi trốn thoát." Nếu bây giờ để cô bé rời đi, e rằng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôi sẽ cố gắng liên lạc với các tộc nhân của mạch khác để xem liệu chuyện này có thể giải quyết được không. Trong lòng hoang vũ thở dài, để cử mạch của bọn họ đã xa suốt đến mức như bây giờ, sợ rằng sẽ không có ai bằng lòng đứng ra bảo vệ bọn họ. Hơn nữa nếu có cũng sợ rằng bọn họ còn có động cơ khác. Hoàng Vũ xúc động và nói cha, hãy để ông đường ra mặt thử xem. Con nghĩ rằng thực lực của ông ấy rất mạnh, hơn nữa y thuật dường như cũng rất lợi hại. Có lẽ ông ấy có một thân phận đặc biệt và có thể gian đe được hoang vũ cực và những người khác. Hoang Tàn Phong nói, ta cũng đã nghĩ đến điều này, nhưng anh Đường đã có ơn với chúng ta, sẽ không phù hợp nếu chúng ta còn đưa ra yêu cầu như vậy. Và lại, muốn có thể gian đe hoang vũ cực thì ít nhất phải có thực lực và lai lịch như hoàng vô dục, nếu không sẽ không có tác dụng. Một mình đường tuấn đến thiên hoang đại thế giới con nghĩ rất có khả năng có thể sao. Hoàng Vũ sững sờ, lập tức phá lên cười, cho rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Bữa tiệc mãi đến tận khuya mới kết thúc, đối với chuyện Đường Tuấn giết chết cũng không ai nói nhiều về việc đó, tiệc rượu coi như hòa hợp. Khi Đường Tuấn trở về nơi ở của mình, Hoàng Dược Phi đến tìm anh và nói thẳng, anh Đường có thể dạy em y thuật không? Đường Tuấn không lập tức từ chối nói, hai người hai ngày nữa sống hay chết còn chưa biết. Bây giờ dạy y thuật cho em có ích lợi gì? hoang dược phi nói với một vẻ mặt kiên quyết nói linh tinh có thể chết đường tuấn hơi giật mình bước vào phòng mà không nói lời nào hoang dược phi hét vào bóng lưng anh anh đường nếu em có thể sống sót anh có thể dạy em y thuật không đường tuấn khua tay nhưng vẫn không đưa ra câu trả lời nhưng hoang dược phi nở một nụ cười và trông rất vui vẻ ngày hôm sau đường tuấn kết thúc tu luyện một đêm của mình và bước ra khỏi phòng audio điện tử võ tấn bền hết chương 3020